Đại lý Tuấn Hằng Ba kính chào bà con nhé. Hôm nay thì đại lý Tuấn Hằng Ba làm một cái video nói về cái bộ thuốc đặc trị rệp sáp trên cây cà phê. Đó, thì cây cà phê trong cái giai đoạn mùa khô này cái vấn đề rệp sáp bám trên quả, hụt trục quả bị khô rất là nhiều và vấn đề nan giải. Đó, thì một số cái dòng thuốc hồi trước mà nhà nước á, hiệu quả nhà nước đã cấm vì do cái thuốc nó độc quá, độc hại, nó tồn dư thuốc ở trên cây trên quả nó lâu. Thì một số cái dòng gốc thuốc mới bây giờ thì bà con nói là thuốc rất là nhẹ, đó, nó khó chết đó. Thì cũng thưa với bà con là do bà con phun chưa đúng loại thuốc, rồi bà con xịt chưa đúng cách thì nhiều khi kết quả không như mong muốn. Thì hôm nay cửa hàng làm cái video nói về cái bộ thuốc cái đặc trị rệp mà bà con đang xịt rất hiệu quả. Đó, đây là cái bộ ba đấy. Cái thứ nhất là cái thuốc TVG 20 565 EC. Đó. Nó là hai hoạt chất. Hoạt chất là difenoconazole và furfenofos. Hai hoạt chất đi cộng lại nó có cái phụ gia nữa là 565 EC, nó là thể tích là 450 ml. Đó. Thì cái chai này bà con là xịt cho 400 lít nước. Đó, 400 lít nước. Bà con kết hợp với cái thằng bát sa này, bát sa của Trung Quốc một mà nguyên liệu của Nhật nhé. Một chai này là bà con cho bát sa này là bà con cho 200 lít nước. Đấy. Bà con kết hợp với cái thằng siêu trợ lực này. Siêu trợ lực này là gì? Siêu trợ lực này là nhiệm vụ là thẩm sâu thuộc vào bên trong đó, giữ cho thuộc được lâu hơn đó, lưu dần vào bên trong đó, tăng hiệu quả của thuộc lên đó. Bà con cho một chai siêu trợ lực này á, là pha cho 2 phi đó. Đó. Thì đâu đó một phi 200 lít á, thì nó hết khoảng 205 ngàn, thì nó cũng là giá thành cũng vừa phải chứ nó cũng phải là cao lắm. Bà con xịt thật đẫm vào đó, nhất là ở trong chùm bông á, một số chùm bông là nó chưa chưa cái hóa là chưa rụng hết, thì bà con nhớ rằng xịt cho kỹ đó. Nếu bà con ở khu vực Quảng Sơn á, Đắk Nông á, Quảng Sơn, Đắk Long, Đắk Nông mà không phun được bằng tay thì có thể liên hệ cửa hàng xịt bằng máy bay nhé. Cửa hàng có dịch vụ xịt xịt thuốc sâu rây rệp đó cho cây cà phê rất hiệu quả nhé, xịt bằng máy bay rất là đều kỹ đó. Đây là cái bộ xịt rệp sáp thì nó nằm là 205 một phi đó. Cửa hàng bữa nay cho một số bà con phun là rất hiệu quả đấy, bà con phản hồi hiệu quả đó. Cái bộ thuốc rệp này thì bà con có thể kết hợp với thuốc nấm. Thì nấm một số vườn là có tình trạng rỉ sắt nó phấn hồng hồng ở dưới mặt lá thì là nó làm cho rụng lá, thì một số bà con là một là bị cái tình trạng đó, thì bà con kết hợp với thuốc rỉ sắt bà con phun. Thì thuốc rỉ sắt là những thuốc nào hiệu quả thì đây, thuốc rỉ sắt thì có hai loại đó, một là Anvin. Anvin này thì hàng của Syngenta thì hơi đắt tiền mà xịt lại hiệu quả này, một chai này bà con xịt cho 400 lít nước nhé. Còn nếu một ba con nào cũng bị thì bà con có thể xịt phòng. Xịt phòng thì bà con xịt cái dòng là Saizon, nó cũng tốt bà con nhé. Đó, nó là nguyên liệu của Ấn Độ, Saizon của công ty bảo vệ thực vật Sài Gòn, nguyên liệu của Ấn Độ nhé. Đó, bà con chọn những cái công ty có thương hiệu á, bà con mua. Đó, một chai này là cho 400 lít nước. Thì giá thành nó cũng mềm. Đó, bà con kết hợp với cái bộ ba rệp sáp này bà con phun. Đó, một số bà con không có thì không cần thiết phải phun cái thuốc nấm này, nhưng mà nếu mà mình muốn an toàn mà mình xịt phòng thì rất là tốt. Đó, xịt phòng thì bà con chỉ sử dụng cái Saizon thôi cũng được rồi, còn nếu mà bị nặng thì bà con sử dụng cái Anvin đó, cho hiệu quả. Đó là cái bộ thuốc rệp sáp. Thì một số bà con nó bị tình trạng rệp mà nó ít ấy, thì bà con sử dụng cái sản phẩm này đây, đó Rocket này. Đó, nếu mà ít ít rệp thì bà con sử dụng Rocket. Cái Rocket này bà con xịt cho chai này là 400 lít nước, bà con kết hợp với cái thằng FM tốc này. Đó, cái FM tốc này là một chai cho 200 lít nước. Thì hai cái này bà con cũng phải kèm với siêu trợ lực nhé. Đó, siêu trợ lực. Thì cái bộ này thì nó mạnh về kiến hơn. Một số bà con nói là có kiến nhiều. Đó, kiến nhiều thì cái này mạnh về, rất mạnh về kiến. Diệt cả rệp cả kiến. Đó,
còn mức độ mà rệp sáp nhiều á thì bà con xịt cái này đó, mà mức độ rệp sáp mà ít á, thì bà con xịt cái này, kín nhiều xịt cái này đó. Một số bà con này kèm nước rửa chén, nước rửa chén thì cũng được nhưng mà hàm lượng trong nước rửa chén axit nhiều thì nó không tốt. Bà con chỉ kết hợp với thằng siêu trợ lực này thì thay nước rửa chén hay hơn. Cái chai siêu trợ lực này là nó 40.000 hai phí thì phí có 20.000 thôi, giá thành nó cũng hợp lý đấy. Thì bà con mức độ rệp ít thì xịt cái bộ này đó, dịch kiến có thể kết hợp với thuốc nấm luôn nhé, bộ này đều kết hợp thuốc nấm được. Video này do buổi ngày không quay được nên quay buổi tối nên nhìn hơi mơ đó. Thì vấn đề rệp á, là bà con nói là năm nay rệp rất là nhiều đó. Nắng nó kéo dài thì rệp sẽ xuất hiện, mà rệp xịt cho một số bà con là nhiều khi là không thuê, mình toàn thuê cống xịt, mà cống xịt nhiều khi nó không được cực kỹ, không được vào trong cái kẽ nên tình trạng rệp nhiều khi chết không có hết. Thì bà con lưu ý là khi phun mình đi chậm một chút đó, mình xịt cà phê thì mình nên xịt bằng súng á thì nó hợp lý hơn đó. Chứ đừng xịt bằng cần, cần thì nhiều cái lượng bẹt mình, lượng nước mình thấy ra nhiều nhưng mà cái cần ấy thì nó không mạnh bằng áp suất của súng được, súng như nó vào trong kẽ được nó mạnh hơn đó. Thì hôm nay cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Hằng Bá là giới thiệu cái bộ thuốc là đặc trị rệp sáp trên cây cà phê đó. Thì bà con nào mà đang bị cái tình trạng rệp sáp thế này thì bà con tìm mua những cái loại thuốc như thế này thì xịt hiệu quả, đã xịt rồi mà đã cho mang lại hiệu quả đấy. Thì bà con có thể mua các cái cửa hàng gần cũng được đó. Mình xịt nhiều khi một số thuốc nó rẻ quá, bà con cứ ứng cái loại rẻ tiền nhưng mà rẻ quá thì nhiều khi nó mang lại hiệu quả, rẻ mà hiệu quả thì tốt, nhưng mà một số rẻ mà nó không hiệu quả thì bà con xịt đi xịt lại hai lần thì nó mất thời gian tốn công và nó độc hại đấy. Đấy thì hôm nay cửa hàng làm cái video nói về tình trạng rệp sáp trên cây cà phê, thì bà con cần tư vấn hay thắc mắc thì gọi về đại lý vật tư nông nghiệp Tuấn Hằng Bá nhé, số điện thoại ghi trên màn hình đó. Rồi thôi kính chào bà con nhé. Video hôm nay chỉ nói về thuốc rệp sáp thôi, bà con có vấn đề gì thì cứ gọi điện về cửa hàng để được tư vấn hỗ trợ thêm. Rồi, kính chào bà con nhé.